văn nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đến với đảo Cô Tô sau hơn một giờ vượt sóng trên tàu cao tốc. Chiếc xe điện do cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện đảo Cô Tô tự điều khiển đã sẵn sàng đón chúng tôi trên bến cảng. Phong cảnh tại đây thật tấp nập và thơ mộng. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tượng đài Bác Hồ và nhà thờ Bác. Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay lồng lộng, người giơ tay chào thân mật mọi người như một dấu mốc lịch sử chủ quyền tại nơi phên dậu của biên cương tổ quốc. Tiếp chúng tôi tại phòng khách có đại diện của huyện ủy, ủy ban nhân dân và các phòng ban liên quan. Với tình cảm nồng ấm và nhiệt thành, xin nhiệt liệt chào mừng các văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã ra đến Cô Tô và thể hiện sự quan tâm, thể hiện tình cảm. Thì các đồng chí cũng thấy được là tổ chức buổi gặp mặt hôm nay thì cũng thể hiện tình cảm của huyện rất là trân trọng. Có đại diện của thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, nhưng mà đây là những người mà phụ trách chính là phụ trách những lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể thao của huyện Cô Tô. Có thể nói là như vậy. Và các đồng chí lãnh đạo của phòng văn hóa thông tin, rồi một số đồng chí mà có năng khiếu, gọi là chút năng khiếu về văn học nghệ thuật tham dự cái buổi gặp mặt này, rất mong muốn những cái tác phẩm nó mang một nét đẹp tự nhiên rất là cũng giống như cái nét mộc mạc hoang sơ, chân tình mến khách, thật thà tốt bụng của người dân Cô Tô. Có lẽ đây cũng là lần thứ ba trong 5 năm trở lại đây thì em có dịp trực tiếp với các đoàn văn nghệ sĩ ra với lại Cô Tô rồi. Thế thì mỗi một lần ra thì có một cảm xúc khác nhau, nhưng mà rất là trân trọng bởi vì là được đón nhận cái tình cảm của các anh lãnh đạo huyện Cô Tô dành cho các văn nghệ sĩ. Thì đây là chúng em cảm rất là ấm áp và cảm giác như là cũng mắc một cái món nợ với Cô Tô. Cho nên đợt này là cũng muốn là sẽ có nhiều tác phẩm để sáng tác với Cô Tô. Dạo quanh một vòng thị trấn Cô Tô, chúng tôi thật ngỡ ngàng với tốc độ phát triển ở đây. Tuy vẻn vẹn chỉ trong 50 km2, nhưng dường như huyện đảo Cô Tô đã từng bước chuẩn bị để vươn tới một thành phố hiện đại trong tương lai. Chúng tôi đến với bãi đá Móng Rồng. Ngọn cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, những thớ đá trầm tích hàng ngàn năm tuổi hiện ra mang dáng hình móng rồng với nhiều màu sắc rực rỡ. Truyền thống con rồng cháu tiên khiến mỗi một người đến đây lại có một cảm giác yêu Tổ quốc, yêu nhân dân mình đến nhường nào. Mời bạn đến với miền đất này, trời xanh gió mát nắng trong giữa biển khơi. Đến với tôi nơi quê hương tuyệt vời. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cô Tô tiếp đón chúng tôi trong không khí thắm tình quân dân. Ngày xưa bạc đêm dấu chân như còn đây, lính chúng tôi vẫn say mê yêu. Được ngắm những mảnh vườn xanh mướt với đủ các loại rau sạch. Nghe tiếng kêu râm ran của đàn lợn trong chuồng, thấy các chiến sĩ hăng say chăm sóc vườn rau, khiêm tốn, giản dị, nhanh nhẹn với tác phong người lính, trong lòng mỗi người đều thấy thật ấm áp. Tạm biệt đồn, chúng tôi đến với đội cảnh sát biển. Rất may được mời tham gia thực tế tuần tra cùng cán bộ chiến sĩ trên biển. Trên tàu tuần tra, nhìn lại quang cảnh huyện đảo như một bức tranh đa màu sắc đang từng ngày từng giờ đổi mới, báo hiệu một tương lai tốt đẹp. Tiếp cận một tàu đánh cá của ngư dân, các chiến sĩ bắt đầu công việc của mình. Vừa qua kiểm tra phương tiện giấy tờ thì cứ bảo anh đầy đủ giấy tờ. Tuy nhiên là trong quá trình vừa rồi là
tỉnh ủy Quảng Ninh ra chỉ thị 18 về cấm khai thác các phương tiện sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản ấy. Trong quá trình hành nghề trên biển, nếu mà anh phát hiện ra cái tàu hoạt động của tàu cá nước ngoài và xâm phạm vi phạm chủ quyền của ta, rồi các hoạt động về xây lắp các công trình thiết bị trái phép trên biển và chất thải chất độc ô nhiễm môi trường, thì đề nghị anh liên lạc với lại đường dây nóng của đồn biên phòng và ủy ban thị trấn Cô Tô để thông báo cho tôi biết lắm. Biển trời tổ quốc mênh mông thơ mộng, vẫn biết giữa bao la đó còn ẩn chứa ngàn trùng sóng gió, ẩn chứa những nguy hiểm rình rập. Nhìn những con thuyền của ngư dân bình yên đánh bắt hải sản, chúng tôi tin những chiến sĩ biên phòng với trách nhiệm được giao vẫn ngày đêm tận tụy với công việc, không ngừng theo dõi những biến cố của biển khơi, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc. Con thuyền ở trên này là người ta có làm việc nghiêm túc không? Theo chỉ đạo của cấp trên hoặc là có một số các cái thành phần nào mà người ta làm nó trái quy định của cáo là về cái thực hiện cái làm nghề ngư dân ở trên biển, thì qua tuần tra kiểm soát chúng tôi nắm được là các phương tiện về thực hiện nghiêm túc cái quy định của thực hiện hợp tác nghề cá và quy định đánh bắt hải sản và thực hiện đúng cái mục tiêu chỉ định của tỉnh Quảng Ninh đề ra. Còn những cái phương tiện mà làm cấm chất khác thì phòng của tôi, chúng tôi đã đấu tranh và cũng tuyên truyền đấu tranh rồi là bắt giữ xử lý và cũng nhắc nhở rồi tuyên truyền, thế nên bà con cũng đã hiểu được cái vấn đề về cái ngư trường ngư cụ đánh bắt cái tài sản và từ đó là chuyển đổi nghề sang những cái trường ngư cụ để đúng với cả pháp luật quy định và pháp luật trên. Chúng tôi tìm đến di tích trận đánh của đại đội Ký Con. Chuyện kể rằng đại đội Ký Con được giao nhiệm vụ đánh đảo Cô Tô vào giữa tháng 11 năm 1945. Tuy nhiên do lực lượng mỏng, vũ khí còn thô sơ, hơn nữa địch được hỗ trợ từ tàu chiến hạm đỗ ngoài khơi nên ta đã tổn thất rất nhiều. Mời bác anh chị lên đây nhá. Đấy ngay đây mà. Tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các chiến sĩ đã ghi lại một dấu ấn lịch sử về lòng quả cảm với nhiệm vụ thiêng liêng quyết bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Quanh khu này, bác Mân bác bỏ nó có. Bác Mân hoạt động. Dấu ấn trận đánh còn đây, những người ra đi mãi mãi không trở lại. Không ai bảo ai, nhưng tất cả chúng tôi đã nghiêm trang trong phục mặc niệm biết ơn những anh hùng liệt sĩ. Trong giữa biển khơi, đến với tôi nơi quê hương tuyệt vời. Còn đắn đo chi lên tàu các bạn ơi, một miền đất hứa bao diệu kỳ. Ngày xưa bạc đen dấu chân như còn đây, lính chúng tôi vẫn say mê yêu đời, cùng hát ca chan hòa giữa biển khơi. A 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 a. Vâng, những hy sinh mất mát, những khó khăn gian khổ của xa xưa là kết quả của sự chung tay xây dựng huyện đảo Cô Tô, nơi phên dậu của Tổ quốc hôm nay. Chúng tôi, những văn nghệ sĩ, xin hát cùng biển trời Cô Tô, cùng hướng về tiền tiêu của Tổ quốc,
tin tưởng của những cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng và cán bộ nhân dân huyện đảo Cô Tô, chúc một thành phố Cô Tô trong tương lai nguy nga và bền vững. Hãy đến quê Hồng Quan, biển số sóng hát gió mây lùa bên tai, cát trắng tinh lung linh dưới nắng vàng, cùng nắm tay vui đùa chốn Hồng Quan. Này bạn ơi hãy leo lên tận cùng, hải đăng cao vun sương mênh mông biển xa, đứng giữa thiên nhiên bao la tuyệt vời, một bức tranh lung linh giữa biển khơi. Ha 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 ha. Này bạn ơi, hãy đến cùng Cô Tô, người dân nơi đây chất vơi.